Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 8 huyện thành phố triển khai tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu năm 2021. Quân khu 2 tăng cường lực lượng quân y phòng chống dịch phía Nam. Với quan điểm ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng chống các loại tội phạm ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 18 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 8 huyện thành phố triển khai tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu năm 2021. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Theo kế hoạch, tổ chức tuần hỗ trợ kết nối làm việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Với quy mô dự kiến 15 đến 20 gian hàng của các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm, tư vấn về đào tạo. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh có trên 300 lao động đăng ký nhu cầu việc làm. 30 công ty doanh nghiệp trong các lĩnh vực như thủy điện, cao su, mắc ca, chè gửi đăng ký nhu cầu tuyển dụng trên 4.600 lao động với nhiều vị trí tuyển dụng với các mức lương tháng từ 4,5 đến 20 triệu đồng trên người. Tại điểm cầu các huyện, thành phố và các xã thị trấn trên địa bàn đều đồng tình với chủ trương của tỉnh tổ chức tuần hỗ trợ kết nối việc làm. Tuy nhiên, đa số người lao động mong muốn được làm việc trong các công ty doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn cư trú với mức lương cao hơn 5 triệu đồng và có hỗ trợ về ăn ở, đảm bảo đời sống. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động phải được tổ chức thường niên hàng năm. Giao trách nhiệm cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành lập trang fanpage để kết nối việc làm, cung cấp thông tin cho công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đến người lao động. Để tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động đảm bảo hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, các mốc thời gian để chuẩn bị tốt các hoạt động, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về ý nghĩa của tuần kết nối việc làm đến toàn thể người lao động và các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, kể cả các em học sinh, sinh viên ra trường chưa xin được việc có cơ hội tìm việc làm. Chủ động rà soát các ngành nghề đăng ký để phân luồng tư vấn, hỗ trợ việc làm. Đối với các địa phương, tiếp tục triển khai quyết liệt hơn các biện pháp để tuần hỗ trợ kết nối việc làm có số lượng lớn lao động đăng ký tham gia tìm việc làm. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 18 tháng 8 tại Bệnh viện Quân y 109, Cục Hậu cần Quân khu 2 đã diễn ra lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y Quân khu 2 tăng cường hỗ trợ tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Dự lễ xuất quân có Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan quân khu. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường lực lượng quân y cho các bệnh viện dã chiến, truyền nhiễm và Sở Chỉ huy Phòng chống dịch phía Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 quyết định điều động 40 đồng chí cán bộ y bác sĩ của quân khu lên đường vào Nam tham gia hỗ trợ đồng bào chống dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, tiến công mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu đội ngũ y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ lần này coi đây là vinh dự, trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu tin cậy giao cho. Vì thế, phải luôn nắm chắc nhiệm vụ, đoàn kết, khắc phục khó khăn và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ, với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhanh chóng khống chế, ngăn chặn dịch bệnh, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Cục Hậu cần Bệnh viện Quân y 109 đã tặng quà động viên cho các đồng chí trước lúc lên đường. Ngày 18 tháng 8, Đoàn Giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng chí Lê Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc. Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên tham gia đoàn giám sát cho rằng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch và chỉ đạo
tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, quy định của cấp trên cho các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách và tham gia sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Việc phân công xây dựng cần lấy ý kiến tham gia góp ý để ban hành các văn bản đảm bảo dân chủ theo đúng quy trình, quy định. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chính là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, tổ chức vi phạm. Kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Vào chiều ngày 18 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện, Hội đồng Nhân dân huyện Phong Thổ khóa 21 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 28 báo cáo, 8 tờ trình và dự thảo nghị quyết, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp hiệu quả, khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2021 đã đề ra. Đồng thời, xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của cơ quan liên quan và báo cáo về tài chính ngân sách, đầu tư, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm. Các đại biểu cũng xem xét kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thông báo về công tác mặt trận Tổ quốc, tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021. Dưới sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện, 6 tháng đầu năm 2021, công tác sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các biện pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị, gửi các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện. Mục tiêu của hướng dẫn là nhằm giúp các đơn vị chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, F0, nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần, F1, tiếp xúc với người tiếp xúc gần, F2 tại cơ quan đơn vị, đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép, hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của đơn vị. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các đơn vị phải thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 do thủ trưởng đơn vị làm trưởng ban, có đầu mối tham mưu tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch. Đồng thời thành lập các tổ an toàn COVID của đơn vị, gồm thành viên là đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên. Mỗi tổ an toàn COVID có từ 3 đến 5 người. Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong đơn vị khi xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Quản lý người lao động về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi trọ, số điện thoại. Yêu cầu người lao động thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1. Trường hợp người lao động của đơn vị làm việc và lưu trú ở những địa phương khác nhau, thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế đối với người lao động. Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động hàng ngày, không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và người thuộc đối tượng F1, F2. Yêu cầu người lao động đi làm nếu có các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo quy định. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các đơn vị phải tạo mã QR, điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế theo quy định. Trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc quét mã QR thì đơn vị bố trí nhân viên kiểm soát có điện thoại thông minh, cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần như là Bluezone, nCoV để thực hiện quét mã QR trên thẻ bảo hiểm y tế, bản sao thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân hoặc được sinh ra bởi hệ thống phần mềm của người ra vào. Tại khu vực cửa vào của đơn vị, tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, khách đến làm việc phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.
Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan đơn vị nên khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa. Đối với người lao động có nguy cơ như bộ phận lễ tân, làm việc với khách hàng ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc bằng test kháng nguyên nhanh hoặc phương pháp Real-time PCR hàng tuần ít nhất cho 20% người lao động. Đối với người lao động đi công tác, đặc biệt là các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp Real-time PCR trước và sau khi đi công tác trong vòng 3 ngày, tương đương với 72 giờ tính đến thời điểm đi công tác hoặc quay lại đơn vị, hoặc theo các quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, nhưng tình hình tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường với phương thức thủ đoạn rất mới, thường xuyên thay đổi. Vâng, và với quan điểm ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, kiên quyết không để địa phương trở thành địa bàn trung chuyển ma túy trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng chống các loại tội phạm về ma túy. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng số lượng các vụ án liên quan đến ma túy được triệt phá, truy tố, xét xử cao hơn cùng kỳ của năm trước, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận chi tiết của nhóm phóng viên thời sự. Lai Châu là một tỉnh biên giới thuộc vùng Tây Bắc, tiếp giáp với các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và có biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Đây là tỉnh có vị trí quan trọng về địa lý và an ninh quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế cho thấy thời gian vừa qua, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở được lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu kiểm soát chặt chẽ để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn dùng mọi thủ đoạn ngụy trang, cất giấu ma túy rất tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt là chúng thường lợi dụng học sinh, lái xe và những người dân khu vực biên giới để vận chuyển ma túy. Các đối tượng phạm tội ma túy lợi dụng cái việc phức tạp về phòng chống dịch và các cơ quan chức năng tập trung vào và cả nước tập trung vào việc chống dịch thì các đối tượng phạm tội ma túy lợi dụng cái tình đó để tiếp tục hoạt động phạm tội về ma túy với tính chất mức độ ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn. Chúng hoạt động với rất nhiều cái phương thức thủ đoạn rất là tinh vi, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu cầm đầu trong các đường dây phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia thì các đối tượng không trực tiếp vận chuyển ma túy mà chúng thường thuê những người dân tộc thiểu số có trình độ nhận thức hiểu biết về pháp luật hạn chế hoặc là thuê những đối tượng nghiện để vận chuyển ma túy. Một cái thủ đoạn nữa là chúng hiện nay chúng đặc biệt lợi dụng cái công nghệ thông khoa học 4.0 để lợi dụng vào việc phạm tội ma túy, như là chúng sử dụng các trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook, Messenger, Viber để thông tin liên lạc với nhau và sử dụng toàn tiếng lóng để bán tín hiệu. Theo thống kê của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu, từ đầu năm 2021 cho đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố 250 vụ với 289 bị can, tăng 75 vụ, 83 bị can so với cùng kỳ của năm trước. Trong đó, tội tàng trữ trái phép chất ma túy 197 vụ với 222 bị can, mua bán trái phép ma túy 45 vụ, 57 bị can, vận chuyển trái phép ma túy 6 vụ, 8 bị can. Số vụ án tăng cao hơn so với cùng kỳ của năm trước, trong đó có nhiều vụ án mua bán ma túy với số lượng lớn, xảy ra nhiều ở các địa bàn như Phong Thổ, Sinh Hồ, Mường Tè. Số vụ án ma túy trên địa bàn tăng cao xảy ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy, nhất là các đối tượng là người nước ngoài, tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Viện sát tỉnh Lai Châu cũng đã có một số cái phương án để chỉ đạo. Cái thứ nhất đó là tăng cường công tố ngay từ cái giai đoạn kiểm sát giải quyết về cái nguồn tin về tội phạm và gắn công tố với hoạt động điều tra với một mục tiêu cao nhất, đó là phòng chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm, đó là cái phương châm cao nhất. Cái thứ hai, với trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, khám phá, mở rộng vụ án. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2021 thì cũng đã
phối hợp điều tra khám phá mở rộng một số vụ án lớn như vụ Tần A Giao và đồng bọn là phạm tội vận chuyển trái phép 50 kg ma túy đá tổng hợp. Với quyết tâm ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy và đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, các cơ quan tư pháp tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch tập trung đấu tranh quyết liệt với các đường dây tổ chức tội phạm ma túy, phối hợp với lực lượng chức năng của các nước xác lập đấu tranh chuyên án chung để đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên quốc gia, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn tỉnh để sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong cái hoạt động tố tụng thì Viện Kiểm sát đã xác lập được là một cái cơ quan trung tâm trong hoạt động của các cơ quan tố tụng, và nhất là trong các cái việc mà đối với các vụ án về hình sự, án tham nhũng, an ninh quốc gia thì đã đảm bảo được là tuân thủ đúng theo cái quy trình tố tụng và xử lý nghiêm các cái tội phạm đấy, và không để bỏ lọt, không để oan sai. Phá án giữa đại dịch COVID-19 là thông điệp của các cơ quan tư pháp gửi đến tất cả các đối tượng đang và sẽ có ý định phạm tội và sẽ không có nhân nhượng, tạm thời bỏ qua hay buông lỏng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa với bất kỳ loại tội phạm nào. Bất kỳ hành vi phạm tội nào đều phải được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc nói chung và các cơ quan tư pháp tỉnh Lai Châu nói riêng đã và đang cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thưa quý vị và các bạn, ổ dịch tả lợn châu Phi xảy ra đầu tiên trong năm 2021 tại xã Ca Lăng, huyện Mường Tè vào ngày 20 tháng 6 năm 2021. Đến nay, ước thiệt hại từ dịch tả lợn châu Phi tại xã đã lên hơn 500 triệu đồng. Nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì thế, nhiều hộ chăn nuôi mong muốn được nhà nước hỗ trợ và có các giải pháp khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 6 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại hai bản Tù Nạ và bản Mé Sóng. 17 hộ chăn nuôi đã có lợn mắc dịch, buộc phải tiêu hủy 119 con với tổng trọng lượng 4.194 kg. Tháng 7 vừa rồi, tất cả đàn lợn với 3 con lợn nái và 9 con lợn của gia đình bị chết do dịch. Bây giờ thì gia đình tôi rất lo lắng, không biết phải làm như thế nào. Chỉ mong được nhà nước có chính sách hỗ trợ cho bà con chúng tôi như năm ngoái, để chúng tôi có phần nào khôi phục lại chăn nuôi. Như mọi năm thì mỗi năm bán lợn được từ 60 đến 70 triệu, năm nay thì mất trắng. Cũng giống như gia đình chị Khoang Khừ Xó, 17 hộ dân có lợn dịch buộc phải tiêu hủy. Tuy nhiên xác định, phương thức chăn nuôi trên địa bàn xã chủ yếu là nhỏ lẻ, hộ gia đình, tình trạng chăn nuôi thả rông vẫn còn nhiều. Việc chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh còn rất hạn chế. Việc buôn bán vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia súc gia cầm chưa được kiểm soát. Điều kiện chăn nuôi của các hộ gia đình hạn chế, khó áp dụng các biện pháp chủ động phòng bệnh. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine thấp. Do đó, nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi và các dịch bệnh khác tiếp tục phát sinh và xâm nhập, lây lan trong thời gian tới là rất cao. Nên xã cũng đã chủ động xây dựng và tiến hành các giải pháp nhằm hạn chế dịch bệnh. Sau khi là phát hiện dịch tả lợn châu Phi ở trên địa bàn, thì là lãnh đạo ủy ban xã cũng đã chỉ đạo chuyên môn xã phối hợp với các chính quyền bản xuống là thứ nhất là kiểm tra, đôn đốc cũng như là tuyên truyền nhân dân là phải vệ sinh chuồng trại thường xuyên để sạch sẽ. Thứ hai là tổ chức phun tiêu độc khử trùng và đồng thời cũng là tuyên truyền cho người dân là kiểm soát về góc độ các sản phẩm từ lợn, cũng như là nhập thịt lợn từ nơi khác về ăn hoặc là mua con giống từ nơi khác về ăn. Khi mua là phải kiểm soát rõ là xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, đến từ những cái vùng là không có dịch bệnh. Đồng thời là cũng tuyên truyền cho bà con là tất cả những đối tượng bán thịt lợn ở nơi khác về đến địa bàn bản của chúng ta là nghiêm cấm, là không cho vào địa bàn bản trong cái thời gian là đang dịch bệnh xảy ra, để mục đích là thứ nhất là ngăn chặn cái dịch bệnh lây lan rộng sang các bản khác và để dập dịch một cách nhanh chóng. Thưa quý vị, thưa các bạn, để gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, tạo bước đột phá để phát triển, tỉnh Lai Châu đang báo cáo chính phủ đề nghị đầu tư hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sơn.
Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông kết nối tỉnh ta với các khu vực kinh tế khác của cả nước. Đèo Hoàng Liên Sơn, hay còn gọi là đèo Ô Quy Hồ, thuộc quốc lộ 4D, nối huyện Tam Đường với thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, có tổng chiều dài khoảng 40 km, là trục đường chính kết nối tỉnh Lai Châu với cao tốc Lào Cai, Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Trong đó, tuyến quốc lộ 4D kéo dài sang quốc lộ số 12 qua địa phận tỉnh ta được xác định là xương sống phát triển kinh tế vùng, khi kết nối các tỉnh biên giới Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Thế nhưng tuyến đường này có độ dốc lớn và nhiều khúc cua tay áo, mặt đường hẹp, tầm nhìn hạn chế nên rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tóm lại là đi qua khu du lịch Sapa thì vào những cái ngày mà ngày thứ bảy chủ nhật nó đông lắm, xe máy xe con nó nhiều đi vất vả lắm, mà tai nạn nhiều. Châu đang đề nghị với chính phủ trong cái việc là đầu tư cái tuyến đường hầm thông qua từ khu vực Sơn Bình sang thị xã Sapa. Thế thì làm một lái xe thì bác có ủng hộ cái việc này không? Ôi, nếu được thế thì còn gì bằng, rút ngắn thời gian đi cho anh em đỡ vất vả mà lại an toàn. Chứ còn một là đi đèo dốc mà qua khu du lịch là nó đông xe khó đi lắm, đi đêm còn dễ đi, đi ngày khó đi lắm. Dự án hầm Hoàng Liên thuộc quốc lộ 4D có chiều dài 9,5 km, trong đó phần hầm dài 2,5 km, còn lại là đường dẫn và cầu. Điểm đầu của dự án từ km số 80+500 thuộc địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, kết nối với điểm cuối tại km số 97+500 thuộc địa phận thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, sẽ thay thế 17 km đường đèo dốc, rút ngắn thời gian qua đèo khoảng 30 phút và giải quyết được tình trạng giao thông ách tắc kéo dài vào mùa mưa. Ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường thì có trục quốc lộ 4D đi qua với chiều dài là trên 30 cây số. Thế thì qua cái quá trình di chuyển của các cái xe cơ giới, đặc biệt là di chuyển của người dân thì có những cái khó khăn nhất định, đặc biệt là về mùa mưa thì thường xuyên xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông và có những cái khúc cua mà gây nguy hiểm cho lái xe. Thế thì từ những cái khó khăn như thế thì người dân rất là mong muốn có một cái hầm để giảm cái quãng đường và cũng như là cắt được các cái khúc cua, tránh được cái tai nạn giao thông trên địa bàn xã. Hiện nay dự án đang được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chính phủ đề nghị đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nếu dự án được chấp thuận và triển khai sớm sẽ là bước đột phá, tháo gỡ nút thắt hạ tầng giao thông liên vùng, giúp cho địa phương đạt được nhiều mục tiêu như phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, vận tải, du lịch, liên vận quốc tế. Ngoài việc giảm thiểu về tai nạn giao thông, dự án đầu tư sẽ giúp địa phương có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, nhất là kết nối khu vực kinh tế cặp cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, Việt Nam, Kim Thủy Hà, Trung Quốc với cao tốc Nội Bài, Lào Cai và thuận lợi giao thương từ vùng kinh tế của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với các tỉnh thành trong vành đai kinh tế Tây Bắc, cũng như các tỉnh miền xuôi, thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu các loại hàng hóa của Việt Nam. Khi hình thành hầm Hoàng Liên sẽ rút ngắn được thời gian đi lại và tạo ra cánh cửa rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về thời gian, hầm sẽ rút ngắn được khoảng 35 phút xuống còn khoảng 8 phút đi qua đèo Hoàng Liên. Vì vậy, việc đầu tư hầm Hoàng Liên Ô Quy Hồ rất cần thiết, đặc biệt là đối với tỉnh Lai Châu, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển du lịch, phát triển để nối thông sang cửa khẩu Ma Lù Thàng. Nếu tuyến hầm Hoàng Liên Sơn, Ô Quy Hồ mà được đầu tư xây dựng ý, thì nó tạo cái điều kiện rất lớn cho tỉnh Lai Châu trong việc là phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng kết nối tỉnh Lai Châu với Lào Cai, với các tỉnh mà ở miền xuôi và tăng cái thu hút đầu tư rồi phát triển du lịch của tỉnh Lai Châu. Đấy. Cái tăng kết nối mà cái tuyến cái cửa khẩu cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng Kim Thủy Bình ra phía đường cao tốc Nội Bài Lào Cai.
Thì công trình hầm này được đầu tư xây dựng thì nó sẽ tạo cái thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, giảm cái nguy cơ mất an toàn giao thông và giảm cái thời gian chi phí, dự kiến là sẽ tránh khoảng 19,5 cây số đường đèo rất nguy hiểm và giảm cái thời gian mà lưu thông bình thường khoảng là khoảng từ 35 phút xuống chỉ còn 8 phút qua cái đoạn đèo Hoàng Sơn Ô Quý Hồ này. Tỉnh miền núi Lai Châu vốn rất khó khăn trong thu hút đầu tư khi nhiều doanh nghiệp cứ đến rồi đi, với lý do cơ bản là giao thông kết nối liên vùng không thuận lợi. Vì vậy, địa phương và các nhà đầu tư rất mong đợi dự án hầm Hoàng Liên sớm được chấp thuận và triển khai. Đây sẽ là động lực, tạo đà để cho địa phương khai thác tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tiến tới cân đối nguồn thu của địa phương, giảm phụ thuộc vào ngân sách của Trung ương. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục đào tạo Tam Đường tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc huy động học sinh ra lớp, quan tâm đến công tác bán trú, nâng tỷ lệ chuyên cần. Tiếp tục lựa chọn các trường trung học cơ sở có chất lượng chưa đạt để tập trung chỉ đạo, tư vấn chuyên sâu về đổi mới công tác quản lý, nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đổi mới sinh hoạt chuyên môn của 8 môn văn hóa cơ bản. Sau tư vấn đã tạo phong trào đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong đội ngũ giáo viên. Việc sinh hoạt chuyên môn đã có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Qua đó chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của toàn huyện. Kết thúc năm học 2020-2021, tỷ lệ huy động dân số từ 11 đến 14 tuổi đến trường đạt 95,5%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99%, tăng 0,2%. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,3%. Theo kế hoạch, năm nay huyện Than Uyên sẽ trồng mới 200 ha chè, tập trung tại các xã Tà Hừa 60 ha, Mường Kim 50 ha, Tà Mung 50 ha và Khoen On là 15 ha với 100% giống chè PH8. Từ đầu tháng 6 sau khi được cấp phân bón và giống, bà con nhân dân trên địa bàn của huyện đã đẩy nhanh tiến độ trồng chè. Với phương châm là cấp giống đến đâu đảm bảo trồng xong đến đó. Tại các điểm trồng chè, cán bộ chuyên môn đều có mặt để hướng dẫn khoa học kỹ thuật. Cùng với đó thì huyện đoàn cũng tích cực vận động đoàn viên thanh niên hỗ trợ trồng chè tại các điểm khó khăn. Đến trung tuần tháng 8, huyện Than Uyên đã trồng mới được 180 ha chè và nhân dân vẫn đang tiếp tục trồng. Phần đầu đến cuối tháng 8, huyện sẽ trồng trên 200 ha và kết thúc trồng chè năm nay. Hỏi, mục tiêu cụ thể của tỉnh Lai Châu trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 là gì? Trả lời, cắt giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính rà soát hàng năm. 80% thủ tục hành chính đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 17% đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo và đảm bảo từ 10% chi thường xuyên trở lên. 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác, được kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 90% hồ sơ công việc tại tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật. 80% chế độ báo cáo định kỳ, không bao gồm nội dung mật của các cơ quan hành chính, nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và tích hợp kết nối với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Cải thiện và phấn đấu chỉ số PI Index nằm trong nhóm 45 đến 50, chỉ số PCI nằm trong nhóm 50 đến 55 của cả nước. Và nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.